Dạ anh chào mày. Ừ. Ok mày ơi. Đi xe kiểu gì à? Đi qua đường không chịu nhìn còn nói gì nữa. Đúng, người ta te rồi còn nói nữa à? Bị động xe rồi mày. Tôi xin lỗi. Lỗi gì? Con gái à? Cô em vô uống cho tụi anh đi. Ha, đi em. Lên mày. Cái gì mà hung dữ vậy? Đụng xe rồi còn đánh người nữa. Chào đại ca. Chào đại ca. Ủa, mẹ Quang đâu? Sao chưa thấy xuất hiện? Có tên gì? Ai đến trễ thì bị phạt. Tôi có mặt rất đúng giờ. Hoan nghênh cái chiến hữu thật tốt. Vậy là tụi tôi không thể nào phạt được cô rồi. Bộ muốn phạt tôi dễ lắm sao? Móng vuốt của mày quang bén lắm, đầu lâu phải cẩn thận đó. Sẽ có một ngày nào đó tao sẽ bắt mèo và cắt hết móng vuốt của nó. Tụi em luôn thắc mắc tại sao đại ca lại thích dùng mặt nạ. Hay là bữa nay đại ca phá lệ đi, cho tụi em nhìn mặt đại ca một bữa được không? Nếu được như vậy thì thật là vinh hạnh cho tụi em. Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có một con ác quỷ làm rơi chiếc mặt nạ, và một cậu bé đã tò mò nhặt được chiếc mặt nạ ướm thử lên trên mặt. Chiếc mặt nạ ấy đã dính chặt vào da, cậu bé không tài nào gỡ ra được. Và từ đó cậu bé trở thành một con quỷ xấu xí. Câu chuyện này nghe quen quá. Hình như là tôi đã đọc được ở đâu đó rồi. Con người ta cần che đi bộ mặt thật để tạo một gương mặt khác mà sự thật mình không thể sở hữu được. Chẳng lẽ đại ca lại định đeo chiếc mặt nạ này thường xuyên đến nỗi không cần nhớ lại gương mặt thật của mình sao? Kẻ thù không biết tôi là ai, chiếc mặt nạ sẽ giúp tôi dễ dàng đối đầu với chúng. Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Hôm nay hình như đại ca có phi vụ gì lớn lắm đúng không? Nói cho tụi em nghe đi. Tôi biết người này. Hắn là Linh Ruby. Chính xác. Linh Ruby là trường kinh doanh đá quý. Lúc trước Linh Ruby khai trương những cửa hàng đá quý và tổ chức sự kiện, những sự kiện rất lớn, đã được báo chí khen ngợi rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây hắn tuyên bố phá sản rồi biến mất. Và hắn chuyên lợi dụng lòng tin của mọi người, sau đó dây vốn rồi bỏ trốn. Đúng vậy. Bắt đầu từ bây giờ hãy tiếp cận Linh Ruby để đợi đợi cho các thân chủ của chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một hai ba hai bốn hai mạnh lên năm hai cao lên sáu hai bảy hai tám hai thôi hai trở về. Rút về. Hai. Hai. Ba. Bốn. Hai. Nghỉ. Thank you.